chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những cái gói câu hỏi được đặt ra. Câu số 1 tới câu số 3 sẽ là những câu hỏi dễ, trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị trừ có 5 điểm mà thôi. Nhưng từ số 4 đến số 6 sẽ là những câu hỏi khó, trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Ai muốn chọn trước giơ tay? Em chọn cho. Xin mời Will. Tư duy 1 đi. Từ gì phát âm đúng là sai mà phát âm sai lại là đúng? 30 giây thôi. Hãy đánh gõ cái từ mà các bạn nghĩ đáp đó là đáp án của mình. Bình tĩnh sống nhé. Hết thời gian. Đáp án của Will là? Đáp án của Will là chữ sai. Còn Ellie ơi, mình nghĩ cái từ mà phát âm đúng là sai và phát âm sai là đúng là chữ đúng. Khác liền. Chuyên Vũ thì sao ạ? Em thấy giống anh Will. Đáp án Lộc. Từ sáng nay Lộc chưa có kịp ăn sáng, cái não Lộc chưa có hoạt động. Đúng đúng sai sai, đúng sai sai, cái Lộc đánh chữ sai luôn. Đây là Lộc sai đó. Kết quả của chúng ta đó chính là sai là đáp án đúng. Câu này dễ mà, nhưng mà mọi người ơi đừng quá tập trung vào câu hỏi nhé. Hãy quan tâm tới thái độ của những người chơi ngày hôm nay. Với câu hỏi thứ hai thì xin mời Ellie ha. Quẹo bên kia tí nha. Câu số 2 của kiến thức. Câu số 2 của kiến thức. Đúng rồi. Thung lũng Silicon ở Mỹ là nơi tập trung của những tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực nào? Đó. Công nghệ kỹ thuật cao, ẩm thực, kinh tế ngân hàng, phẫu thuật thẩm mỹ. 30 giây trả lời bắt đầu. Nghe Silicon em nghĩ gì luôn. Thẩm mỹ trả lời không phải đâu ha. Lựa chọn ABCD. Những giây còn lại 3, 2, 1. Đọc với Lộc trả lời rất nhanh. Em không suy nghĩ đó hả Lộc? Đối với Lộc câu này quá dễ nên hồi nãy anh Minh Sục có nói Lộc là hãy đổi chiến thuật đi, nên là Lộc quay qua Lộc xem là Chuyên Vũ, chị Ellie với anh Will phong thái trả lời đấy, như thế nào để Lộc. Lộc, em đang làm rất đúng. Nhưng mọi người lại tình phát nghi hiện. Em thì sao? Em biết quá sớm. Lộc chơi những cái mà suy đoán lòng người là rất là dở. Đã bao lâu là một người rất là thông minh. Cho Lộc đến chính một cái, thật sự là từ hồi đi học á, Lộc là tuyết học sinh chăm chỉ. Tức có nghĩa là Lộc biết cái đó là tại vì Lộc đã từng biết qua rồi. Bây giờ anh chỉ muốn biết một điều thôi, đáp án của em là công nghệ kỹ thuật cao. Còn Chuyên Vũ? Em cũng chọn giống anh Lộc, không biết tại sao em nghĩ thế. Ellie. Hồi đầu á là Ellie cân nhắc giữa công nghệ thuật thuật cao với lại phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà lần là chương trình không bao giờ mà cho mọi dễ người như vậy. Đáp án dễ như vậy. Cho nên là em nghĩ là công nghệ thuật cao. Khác là câu 1, tại vì cái này trên báo đài, tin tức đầy. Ồ, dạ. Ừ, đặc biệt tôi là dân công nghệ thông tin, tôi biết. Hèn chi, nhiều khi là bạn nói vậy thôi nhưng mà bạn không phải là dân công nghệ thông tin thì sao? Đến với chương trình này mọi người được quyền đánh lạc hướng đối phương. Ê, nhưng mà thật sự là nếu mà nói về tình nghi á, hãy tin Lộc, loại Lộc là mọi người chỉ bị trừ điểm thôi. Hãy tin Lộc, Lộc rất là thật. Đồng ý. Loại cảm ơn nhưng em. Nhưng mà tại sao chị nhìn em cứ né chị nhìn vào đây em né chị, chị nhìn vào đây em cũng né chị vậy? Tại vì em sợ. Và đáp án của chúng tôi đó chính là câu công nghệ kỹ thuật cao. Với câu hỏi thứ 3 thì các bạn có muốn lựa chọn gói câu hỏi khó không? Bởi vì đúng là được 30 điểm lận. Nãy giờ thì dễ rồi hả? Em có một niềm nghi mong manh. Và bây giờ thì em sẽ chọn một câu hỏi khó, thật khó để mà loại xem là ai. Tư duy thì những người nào mà biết nhiều thì có thể suy ra được. Em sẽ chọn kiến thức 6. Trời ơi, lập luận quá hay. Sao mà được? Kiến thức số 6. Trời ơi, đừng ra địa lý hay quá trời. Câu hỏi của chúng ta như sau. Điểm cực Tây đất liền của Việt Nam. Nói rồi luôn. Địa lý. Em nghe hồi em không biết đang nói về cái gì vậy anh. Tập trung. Điểm cực Tây đất liền ở Việt Nam nằm ở tỉnh thành nào? Cà Mau, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 30 giây trả lời, bắt đầu. Bắc, Nam, Đông, Tây. Điểm cực Tây đất liền của Việt Nam nằm ở Cà Mau, tỉnh phải thành nào? Đâu giờ ai biết không? Đây nhờ người thân. Ê, xem tí bắn vô. Những giây cuối cùng. Đâu. Ở đâu vậy? 3. Ở đâu vậy? 2. 1. Nhanh ạ. Hết giờ. Xin mời các bạn. Ê, từ. Nào, Ellie. Trả lời những giây cuối cùng. Dù muộn nó chọn cái câu hỏi này là em thấy không thích. Rồi đó, em thích nó lắm. Ủa, thì loại ra coi ai đúng ai sai chỉ cơ sở để mình suy luận thêm. Ellie, câu trả lời của bạn là? Mọi người biết Ellie hay tâm linh hay cầu trời cẩn Phật nếu trời nếu ơi. Mà ăn may á, thật sự là tội nghiệp cho con chọn đúng cái câu này để con qua được vòng này. Cái câu trả lời của Ellie là cái câu số 3. Số 3. Điện tại biên. Số 3 là cái số may mắn của Ellie. Ellie luôn tin vào số 3. Bình thường mà chơi số gì mà chọn số 3 là Ellie được thắng.
để xem thần linh có phù hộ bạn hay không. Chuyên Vũ, bạn là người lựa chọn. Câu trả lời của bạn là? Em chọn hên xui lắm chứ, từ cái lúc nghe câu hỏi là em không biết rồi đó. Bé này học bên Thái về nên là cái địa lý cái nó nằm ở quốc tế. Xuân Vũ, thời gian cho em thể hiện em là người Việt Nam. Em chọn số 4. Lai Châu. Lộc ơi. Chắc banh rồi quá. Lộc, câu hỏi này á, thật ra là Lộc thì chọn số 3 là Điện Biên. Thì Lộc có nghĩ đến Cà Mau, tại nghe đất mũi Cà Mau gì đó. Sau đó cái giọng anh Will chóe lên. Cà Mau là không phải đó. Thì đúng rồi. Thì đông tay bắt người ta. Người ta đánh lừa em thì sao? Xong rồi Cà Mau ở trên cái bấm đại vô Điện Biên ở dưới luôn. Dạ, tay bắt người ta. Đó là suy luận là lập luận của Lộc. Phải Cà Mau đâu. Còn Will nè, bây giờ nè. Sau khi phân tích một hồi lâu, em đã quyết định chọn câu số 2 bởi vì giống như Ellie Trần là em nhìn xuống cái hố đen phía dưới và cũng tìm người thân. Đáng mừng. Cũng tìm người thân. Qua một cái lưới xuống dưới mà không dính con cá nào hết. Dính nào? Dính con số 2. Con số 2. Và sau khi em chọn xong, em lại quay xuống cái hố đen đó một lần nữa và nó lắc đầu, nó cười mỉm nha. Là bắt một á. Coi đi các vị. Thần linh sẽ phù hộ cho Ellie. Hai là số 3, ông địa sẽ phù hộ cho Will. Giờ số 3 bà thua luôn á. Kết quả của chúng ta đó chính là Điện Biên câu số 3. Đề nghị các bạn, đề nghị các bạn đừng có quay xuống dưới nha. Ở dưới nó nguy hiểm lắm. Về chỗ, về chỗ. Thần linh nó giúp chị ơi, đồng hồ giúp ta. Hồi nãy Ellie, nãy em quay xuống á, nói gì nè, chắc là nó chào em đó. Ủa hai Nguyên. Ê, ai biết không? Dạ vâng, sự lựa chọn cuối cùng sẽ được mời đọc bởi Lộc. Ban đầu Lộc có đặt mục tiêu là hôm nay đẹp là được. Nên là hồi nãy thật sự Lộc không có dành thời gian để suy nghĩ nhiều. Lộc sẽ không thử thách kiến thức. Cho con dễ đi Lộc ơi. Tư duy Lộc ơi. Tư duy đi, tư duy. Tư bên duy đi. Chị không biết là tư duy sáu luôn Lộc. Thì Lộc sẽ chọn kiến thức 1 đi. Dạ, kiến thức 1. Giống như cho điểm vậy đó. Các bạn được, ai cũng được á. Lòi ra là ai dở ai giỏi liền luôn. Dạ. Câu hỏi của chúng ta: Việt Nam thuộc múi giờ nào? GMT cộng 6, GMT cộng 7, GMT cộng 8, GMT cộng 9. 30 giây trả lời bắt đầu. Ba cái trò lớp 4. Đúng rồi, Chuyên Vũ là biết cái này luôn. Trả lời sai mới mệt nè. Cái này em không biết. Sao không? Chọn xong không biết luôn. Không, chưa, ba chọn đại nhé. Những giây trả lời cuối cùng. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ellie trả lời trước đi. Em Lưu Hoài nè, em nói thật nhá, tuy là mình thân nhau nhưng mà em cảm thấy anh đang cố lại với mọi người loại em đúng không? Không phải, anh rất là thích em tại vì em chơi toàn là tâm linh không à. Đến coi lần này tâm linh có mang lại may mắn cho em không? Không, lần này kiến thức tôi biết nha. Vậy thì anh lại càng muốn em trả lời trước bởi vì câu nào này kiến thức biết là rõ là yeah. Số 2 tôi vote cho số 2. Số 2 yeah là GMT cộng 7 cộng 7. Tôi chắc chắn là số 2. Ok nào Will, cái này thì dễ mà, ai đi du lịch nhiều và đặc biệt là những ai cài đặt máy tính bắt buộc phải cài vô chế độ chơi tem cộng 7, đặc biệt là những máy game. Chuyên Vũ, câu trả lời của em giống chị Ellie lần này là em chọn giống chị và chị không ghét em nữa đúng không? Đúng rồi. Ây da, Lộc ơi nào. Câu này Lộc không biết. Hả? Nhưng với lại hồi đó là học lớp 4 Lộc cũng không có được học cái này. Nghĩ học lớp 4 không phải lớp 4 đâu. Lại lớp 4 là lớp 5 đó. Vì con chó chuột của cái này nó đã nằm sẵn ở ngay đó luôn nên Lộc bấm vô là đáp án số 2. Số 2 GMT cộng 7. Mình có việc trùng hợp như trả vậy trả lời thân hả? Thiện dễ sợ luôn á, tại vì nó nằm sẵn ở đó rồi cho nên đâu, là màn hình này làm gì có nằm sẵn. Chúng có tôi trùng hợp như vậy luôn hả? Câu trả lời của chương trình đó chính là GMT cộng 7 chứ cái gì? 7 trời. 7 cộng 10 đó. Điểm là cộng 7. Yeah. Trải qua cả 4 câu hỏi, các bạn đang nghi vấn ai là cao thủ và chúng ta sẽ phải thảo luận ngay bây giờ để loại đi một người. Đầu tiên, Đào Bảo Lộc, em đặt tình nghi vào ai? Em đặt tình nghi cho chị Ellie và Chuyên Vũ, nhưng mà cho Chuyên Vũ nhiều hơn một chút. Đặt tình nghi cho chị Ellie là tại vì cái thung lũng silicon nó quá dễ đi mà chị Ellie là rất là thông minh. Tại sao chị Ellie có thể trả lời sai cái đó? Chuyên Vũ thì có một cái nè, em không biết cái này có phải là tật xấu không, hồi nãy lúc mà cái câu 1 mà bấm là sai á. Em thấy Chuyên Vũ bấm nhưng mà hình như không bấm lên bàn phím. Chữ sai thì chị mình chỉ cần 1, 2, 3 cái lần xong. Chuyên Vũ xong cái xong ngay lập tức. Cái là làm em ủa sao lạ vậy? Đó kiểu vậy. Ellie phản biện. Lộc đánh giá chị thông minh, chị rất cảm ơn Lộc tại vì chị cảm thấy điều đó rất đúng. Ây da. nhưng mà thật sự là chị lanh ở mảng nào thôi. Có những mảng giống như là mảng công việc thông tin này, giống như mảng IT là chị hoàn toàn chị gà. Chị đoán mò và chị ăn hên thôi. Mà kiểu như là chị ăn hở có đức ấy. Ây.
Mời Trung Vũ phản biện. Em cũng có một cái đúng là tật xấu, tại vì em rất là hay chơi game, em chơi từ nhỏ thì lúc nào em cũng thấy như vậy. Yeah. Và câu 1 là câu em phải nói là có lẽ là dễ với em. Thứ hai là em nghi thì em sẽ nghi hai người này. Anh Lộc thì em lại không chắc bằng chị Ellie, tại vì chị Ellie thứ nhất là từ đầu game tới giờ là chị nhìn hết người này đến người khác và hỏi hết người này đến người khác. Chị chỉ mỗi hỏi mỗi em thôi. Tại sao em nghi anh Lộc là bởi vì là có cái câu như vừa nãy là anh Lộc kêu không biết, nhưng mà tại sao anh Lộc lại may mắn tới cái mức mà con chuột nó nằm ở đó? Chị nghĩ Lộc giống như chị, có những mảng mà mình rất là sáng, nhưng mà mảng mình tối thôi. Nhưng mà cũng nghe em Will đó. Will, phản biện. Nghi Ellie với lại Trinh Vũ. Hùa đúng không? Hai bạn nữ này tại thân của Trinh Vũ là thấy là hơi lạ lạ. Tại vì thường thường Trinh Vũ á, một khi Trinh Vũ đã làm một cái gì đó nắm chắc trong tay á, Trinh Vũ sẽ tự tin lắm, còn nếu mà không phải là bạn sẽ bị lúng túng. Giống câu 1 của em đó. Thì cái nghi nhiều nhất vẫn là Ellie thôi. Dạ. Yep. Tại vì mình không phải là bạn của nhau đúng không? Cho nên không, không, tôi không phải, nhưng mà tại vì nè, câu rất là kiểu như là quan hệ cá nhân nha, tôi không thích điều đó rồi đó. Nè, bây giờ nè, câu số 3, cái câu nãy mà cái gì mà cái vùng, nếu mà nó là số 3 mà số may mắn nên chọn mà trúng được là cũng không, đúng rồi, cũng hơi nghi ngờ. Mỗi người đều sẽ có những con số may mắn của cuộc đời mình. Tôi nghĩ các bạn nên tôn trọng cái sự tâm linh của người khác. Tôi rất là mê tín, cậu bắt tôi không mê tín làm tôi sống làm sao. Còn Ellie thì sao, bạn đang nghi vấn ai? Mình để ý thì mình thấy là mình nghi Jun Vũ lại bạn Will. Tại vì á, theo cái kinh nghiệm mà coi mấy cái phim hình sự của mình á, thì nhân vật cuối cùng luôn luôn là nhân vật mà nói ít nhất, luôn luôn ẩn mình là một cái người bình thường. Thì Jun Vũ đáp ứng cái chuyện đó là Will nhá. Cái game khó như vậy mà bạn bấm điện thoại không? Ủa thì câu này cũng dễ mà. Ủa tôi chỉ bấm lúc mà off không được. Quay nữa thôi, tôi có bao giống quay thì đâu. Có nghĩa là những cái câu đố khó với mọi người thì đối với Will nó quá dễ, Will bấm điện thoại. Ê thiệt luôn, cái câu dễ dễ lắm luôn á. Một người thì ít nói, tại muốn chì mình vào trong cái background. Okay. Một người là tại sao mà không thờ là tại vì với cuộc sống mấy này. Câu này tôi biết rồi, có gì đâu mà quan tâm. Nên là mình nghi hai bạn đó. Này đây nè, câu dễ tôi trả lời đúng, câu khó trả lời sai, mà câu khó bà trả lời đúng đó. Cho ăn ở thôi được chưa? Thời gian thảo luận đã hết. Thông báo với bốn người chơi, bản thân Minh Dù cũng không biết các bạn là ai cả. Sự hấp dẫn nó thể hiện ngay bây giờ trên sân khấu. Thời gian chờ chị về luôn á hả? 3, 2, 1, xin mời quyết định. Thời gian phải hùa tẹp. Một sự bình chọn là Jun Vũ, hai sự bình chọn là cho Ellie. Đọc với Lộc, bạn bình chọn cho ai? Lộc và chọn Jun Vũ. Tôi nói rồi mà, chương trình này chia rẽ lắm. Vậy là chúng ta đang có Ellie hai sự bình chọn và Jun Vũ hai sự bình chọn luôn. Chúng tôi sẽ không loại ai cả và chúng ta sẽ để phần loại sau khi kết thúc vòng 2. Chúng ta sẽ loại hai người cùng một lúc. Cao thủ, bạn đã ẩn mình quá là giỏi để đi đến với vòng tiếp theo của chương trình.